Vâng, xin chào bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu xe đạp rất tốt trong tầm giá, với cái bộ khung nhôm aluminum 6061, nhôm dòng xe của siêu nhẹ, những hãng xe nổi tiếng sử dụng bộ nhôm cao cấp. Và đây là một hãng xe Venus bên em mới về, với cái đường vân họa tiết 3D trên khung xe rất là đẹp. Và đây là mẫu mountain bike dòng địa hình, và với giá chỉ 6,2 triệu các bác sở hữu luôn một bộ group chính hãng của DOD, 10 tầng lip và 3 tầng đĩa, đùi đĩa trục rỗng chính hãng của DOD, dây âm sườn, phanh dầu thủy lực, giảm sóc dầu. Vâng, rất tốt cho tầm giá nhá. Chỉ với 6,2 triệu bác sở hữu nguyên một bộ group xe làm từ hợp kim nhôm aluminum 6061 và bộ group Shimano DOD, 10 tầng lip, 3 đĩa, đùi đĩa trục rỗng, dây âm sườn và cổ cốt kim đông chính hãng của ULO, rất là cao cấp, một hợp kim nhôm cũng là nhôm 6061. Vâng, bây giờ xin chào đánh giá chi tiết của xe. Vâng, đây là mẫu bên em, mẫu dòng mountain bike mới về bên em, Venus Spezia, với tông màu đỏ đen rất là sport thể thao. Đây là khung hình của xe này. Venus Spezia, chính hãng của dòng xe Venus. Xe có một lớp sơn khá đẹp. Em đánh giá tổng thể xe, em đánh giá tầm 85-90% xe. Và xe nguyên bản theo xe, nguyên bộ group chính hãng của Shimano DOD. Đây, củ đèo DOD, gạt đĩa DOD, đùi đĩa trục rỗng, rất là cao cấp, rơm sườn. Và xe làm từ hợp kim nhôm. Nhôm đây, các bác nhìn rõ. Nhôm aluminum 6061, một bộ khung rất là cao cấp của dòng T6. Dòng nhôm siêu nhẹ. Đây là chính mã QR code chính hãng của xe Venus dưới gầm xe. Hợp kim nhôm 6061 rất là cao cấp đó nhá. Xe trang bị với rơm sườn. Cổ phốt ghi đông cũng là rất là cao cấp, chính hãng của ULO 6061. Cũng là giờ kim 6061, rất là nhẹ, kim nhôm siêu nhẹ của những dòng thương hiệu lớn trong dòng xe đạp thể thao. Tay đóng cao su đúc, chính hãng nguyên bản theo xe. Và xe được sử dụng với bộ group Shimano DOD, trang bị 10 tầng lip, rất là cao cấp. Và xe dòng DOD 10 tầng lip là gần như trùng cuối của dòng xe địa hình và dòng xe touring rồi. Và giá thành rất tốt cho tầm giá cho các bác, chỉ với 6,2 triệu các bác sở hữu một chiếc xe nhôm aluminum 6061 và full đồ group Shimano DOD. Phanh dầu thủy lực của Avis, thương hiệu Mỹ. Phanh dầu thủy lực Avis rất là cao cấp. Ghi đông cổ phốt chính hãng của ULO các bác nhá, nhôm ULO 6061. Bên phải em được trang bị với 3 tầng đĩa chính hãng của Shimano DOD. Và phanh dầu đằng sau cũng là phanh dầu thủy lực chính hãng của Avis, thương hiệu Mỹ. Xe rất là trang bị đầy đủ tất cả những cái dòng linh phụ kiện, group xe rất là cao cấp, mà giá rất tốt trong tầm giá đối với những bác mà đi dòng xe địa hình. Đây là một em lý tưởng để các bác mua trong tầm giá chỉ với 6,2 triệu. Rim sườn, gạt đĩa cũng của Shimano DOD luôn, giảm sóc dầu săn tua chính hãng. Vành nhôm R3, CR3 chính hãng nguyên bản theo xe. Vành nhôm, lốp gai xe tăng, lốp Kenda, dòng những dòng xe địa hình đồi núi. Những cái lốp gai này, bật gai lốp rất là to và nổi trên bề mặt trên lốp lên. Kích thước lốp là 26. Cổ phốt cũng là chính hãng của ULO luôn các bác nhá. Làm từ hợp kim nhôm aluminum 6061, hợp kim nhôm siêu nhẹ, dòng xe cao cấp. Yên xe còn rất là mới. Nguyên cả khung này, cọc yên ghi đông chính hãng của xe là làm từ hợp kim nhôm 6061 luôn.
Đây là thông số size vạch, nó nằm ở bình thường thì xe nằm ở bên giữa khung size đây, nhưng xe này là nó nằm sau cái ghi đông xe của khung. Đây là họa tiết 3D đường vân hoa 3D trên khung xe, rất là nổi bật trên khung xe. Original bản quyền thương hiệu cao cấp. Đùi đĩa trục rỗng, đùi đĩa nhôm trục rỗng, trang bị 3 tầng đĩa, đùi đĩa bạc đạn luôn bác nhá. Và bây giờ em xin đo chiều cao đứng của khung xe. Vâng, xe có chiều cao khung là size 43, thích hợp với bác bao từ 1m6 đến 1m7 thôi. Tầm 1m6, 1m7 là bác đi vừa cái chiều cao khung của khung xe này. Xe được trang bị với củ là chính hãng của Shimano DOD, nguyên bản theo xe. May ơi bạc đạn cối lổ luôn đó nhá. Bạc đạn cối lổ. Xe được trang bị với 10 tầng lít chính hãng của Shimano DOD, rất là cao cấp, gần như chùm cuối của dòng xe địa hình mà cô Đinh rồi. 3 tầng đĩa. Và bây giờ xin mời anh đã tổng thể chi tiết cho chiếc xe. Đây. Vâng, may ơi cối lổ nhớ nhá, may ơi bạc đạn cối lổ có thể nghe rõ ấy. Rất là to và lanh. Và bây giờ xin mời anh đã chi tiết hoa hoạt động của xe. Lên lít ra. 10 tầng lít chính hãng của bản xe, rất là cao cấp. 10 tầng lít, xuống lít. Chuyển động rất trơn tru và mượt mà. Đây là một cái xe mà mới về bên em mà có giá rất tốt, không thể đâu có được. Chỉ với giá 6,2 triệu. 3 tầng đĩa. Đùi đĩa của trục rỗng. Lên đĩa. Gạt đĩa của Shimano DOD. Vâng, cái tông màu đỏ đen rất là vót, phù hợp với mọi lứa tuổi đi trong dòng xe thể thao địa hình mountain bike này. Và em vừa đã tổng thể xong chiếc xe dòng Venus Spezia. Và xe chỉ với có 6,2 triệu có sở hữu nguyên bộ G-Drive của Shimano DOD, trang bị 10 tầng lít, 3 tầng đĩa đối với trục rỗng, giảm sóc dầu, nguyên bộ khung và phanh xe làm từ hợp kim nhôm Alu 661 rất là cao cấp, phanh dầu Avis thương hiệu Mỹ. Và xe giá rất tốt bên em là 6,2 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Bác là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Hẹn các bác vào chương ngày mai. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bạn thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ đấy. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Đây, Kiên Đồ Cũ đó, lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, nhấn đăng ký theo dõi kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.